Vâng, em Đạt Trần Eo Nền Nội, em xin kính chào toàn thể các bác yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Trong clip của ngày hôm nay, ngày 10 tháng 4, bên em sẽ giới thiệu các bác một cặp loa có thể nói là ngon bổ rẻ. Một cặp loa rất là hay trong phân khúc bình dân, khoảng 10 triệu đồng. Một cặp loa rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Cặp loa hôm nay em muốn giới thiệu các bác đó là cặp JBL XTI-80. Cặp XTI-80. Cặp này thì dáng dấp rất là high-end và hiện đại. Cặp loa sở hữu thông số 3 vòng như sau: chiều cao 1m, chiều rộng 24 và chiều sâu là 33 cm. Cặp loa sử dụng 2 mid bass 17 cm, một loa trung rất là lớn, loa trung này lên tới 16 cm và một loa chép đo. Như các bác thấy, cặp loa rất là đẹp. Toàn thân 6 mặt được làm bằng gỗ lạng cao cấp. Gỗ lạng các bác nhé, không phải vỏ simili. Cặp này sử dụng vỏ gỗ lạng. Mời các bác quan sát kỹ cặp loa vát hình bom bê hay quả chám gì. Nói chung là rất là đẹp và rất là high-end, rất là mới mẻ. Có một cái đường gân nổi. Đó, rất điệu, thành quách còn mới và đẹp. Cặp này thì có thể nói là rất là đẹp và zin. Tuyến loa cũng còn rất mới. Đây là loa chép các bác nhá, chưa hề bị cấn móp một chút nào. Đây là loa mid, đây là loa bass. Cặp này thì có lỗ thông hơi ở phía sau các bác nhé. Và nó sử dụng cặp loa bắp chuối đánh cầu BY. Các bác ngắm nhé. Sản phẩm rất là đẹp. Cặp này thì thực sự là ngon bổ rẻ. Các bác không nhanh tay là không còn. Đó, các bác, đây em sẽ quay xa một chút để các bác có thể là hình dung được vóc dáng của cặp loa. Đấy, cặp loa bắp chuối các bác nhé, đánh cầu BY JBL XTI-80, lỗ thông hơi của nó đây. Cặp này đẹp xuất sắc và nguyên zin, e căng của nó cũng còn rất là đẹp. Cái căng đâu nhỉ? Sẽ tìm cái căng. Đây các bác nhé. Cái căng còn rất là đẹp và tem mác đầy đủ nhé. Mời các bác cùng nghe. Cặp loa này cho cái tiếng trung âm rất hay. Trung âm của nó lớn. Còn cái trung âm là thế mạnh của nó, trung âm và chép. Đặc biệt tiếng bass của nó cũng rất là mềm luôn. Em để hơi lệch. Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ, vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vừa qua những năm
sau mưa gió vì đâu nàng đã quên dần xa rồi năm thứ ba nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt em ạ trong... sẽ mở một chút cái bản nhạc là nó vui nhộn hơn một chút. Một trong những bản nhạc rất là quen thuộc với chúng ta, liên khúc Tuấn Vũ, bằng liên khúc Mưa. Vâng, em xin nói thêm một chút là cái cặp này thì nó thực sự là ngon bổ rẻ trong cái tầm giá, với cái tầm giá 10.500.000 đồng, sản phẩm có giá rất là tốt, 10.500.000 đồng các bác nhé. Bên em ship hàng toàn quốc và giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Một cái cặp loa JBL rất là đẹp, đến từ thương hiệu JBL XT80, đẹp xuất sắc. Cặp loa này nguyên zin có giá 10.500.000 đồng. Thì cái cơ hội chỉ dành cho cái bác nào thực sự là nhanh tay và quyết đoán, cơ hội sở hữu nó không có lần thứ hai. Giá thị trường cặp này thì sẽ chắc là không có giá đó đâu, giá bên em về rất là tốt luôn. Bác nào có nhu cầu gọi cho em theo số máy 0983586968, bên em ship hàng toàn quốc cho bác. Hẹn cuối em về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào. Vào mơ đau thương cả một người.
âm thanh của nó chi tiết đến từng nốt nhạc các bác nhá. Âm thanh này vô cùng là chi tiết, sắc sảo, quá là hay ở trong cái phân khúc 10 triệu đồng. Sau lần hẹn cuối em về vườn, thật là hiếm khi có một cặp JBL vỏ gỗ lạng như thế này. Thường là chúng ta thấy là toàn là vỏ xi thôi, đây là vỏ gỗ rất là đẹp. Đặc biệt là cặp này em về được giá tốt nên để giá tốt cho các bác luôn, 10 triệu 500 nghìn đồng. Bác nào yêu thì gọi ngay cho em nhé, cơ hội sẽ không để lâu được đâu. Số máy của em 098 358 6968, em ở Hà Nội có ship hàng toàn quốc cho các bác. Em xin cảm ơn các bác đã xem kênh của em. Bác nào chưa đăng ký kênh mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi các sản phẩm audio mới nhất do bên em cung cấp. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo ạ. Xin chào.